Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sorbigold Extra. Sorbigold Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Đồng hành hàng Việt 7 giờ sáng thứ năm kênh HTV7. Cảm ơn nhà tài trợ Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam Vocarimex đã luôn đồng hành với chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, khi đời sống xã hội ngày càng nâng cao thì những sản phẩm dịch vụ chăm sóc tốt cho sức khỏe cũng được người tiêu dùng quan tâm đến ngày càng nhiều hơn. Hiện nay lĩnh vực này đang được các doanh nghiệp nội địa quan tâm đầu tư như thế nào? Xin mời quý vị khán giả cùng đến với chủ đề của chương trình Đồng hành hàng Việt ngày hôm nay thông qua một số những nội dung chính như sau. Đa dạng các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Ngành thực phẩm nội địa đầu tư cho công nghệ sản xuất. Biến tấu trong ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, kính mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý mới diễn ra gần đây, được thể hiện qua chuyên mục Bản tin doanh nghiệp. Trong tháng 1 năm 2018, hàng loạt hội chợ được tổ chức sẽ tạo thêm nhiều địa điểm mua sắm hàng hóa dịp Tết cho người tiêu dùng. Cụ thể, từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội, sẽ diễn ra hội chợ hàng tiêu dùng thương hiệu Nhật Bản 2018. Hội chợ có sự tham gia của các mặt hàng tiêu dùng do doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sản xuất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp hai hội chợ diễn ra gồm hội chợ mua sắm Tết Mậu Tuất 2018 từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018 tại quận 11 và hội chợ vui Tết diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 tại quận 7, cũng sẽ là những điểm mua sắm hàng Tết chất lượng cao dành cho người tiêu dùng trong nước. Trước nhu cầu mua sắm tăng cao của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Khi mua sắm sản phẩm của thương hiệu thời trang Minh Mỹ, người tiêu dùng có thể lựa chọn được nhiều mẫu váy đầm với mức giá ưu đãi từ 299.000 đồng đến 399.000 đồng mỗi sản phẩm. Dự kiến trung tuần tháng 1 năm 2018, doanh nghiệp này cũng cho ra mắt bộ sưu tập mới dành riêng cho Tết Mậu Tuất 2018. Ngoài mặt hàng thời trang, thương hiệu này còn có nhãn hiệu mỹ phẩm riêng, chủ yếu được chiết xuất từ thiên nhiên. Tại Festival Hoa Đà Lạt vừa qua, gian hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Đại Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan với các loại nông sản hữu cơ. Ưu điểm của các sản phẩm này là trong suốt quá trình trồng và chăm sóc, các nông hộ chỉ áp dụng hai bước: bón phân và tưới nước mà không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học. Với cái định hướng là đưa nông sản sạch Việt Nam đến tay người tiêu dùng Việt, thì công ty chúng tôi hiện tại đã và đang xây dựng một hệ sinh thái bền vững là cầu nối cho người sản xuất và người tiêu dùng. Theo đại diện một nông hộ tại Đà Lạt chuyên cung cấp nông sản sạch hiện nay, loại phân bón hữu cơ đang sử dụng là một đột phá trong công nghệ sản xuất cũng như chất lượng. Sản phẩm OB ong biển cũng đã được Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Thái Lan, viết tắt NRCT, trao giải đặc biệt tại triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ năm 2016. Cũng với sản phẩm này, doanh nghiệp đã vinh dự nhận giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. Từ 7 năm trở lại đây thì chúng tôi tiếp cận, tin dùng và sử dụng cái phân bón hữu cơ vi sinh ong biển của công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Thương mại Đại Nam. Thì qua quá trình sử dụng thì chúng tôi thấy là cái cây trồng nó sinh trưởng phát triển tốt hơn. Qua đó thì chúng tôi nhận định là sử dụng phân hữu cơ vi sinh ong biển thì hạn chế được cái việc hạn chế cái việc mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cũng như là có thể thay thế hoàn toàn được cái phân bón vô cơ, phân bón hóa học. Từ đó là nó đưa ra cái thị trường là cái nông sản của chúng tôi là nó đáp ứng được tốt hơn với cái thị trường hiện tại. Kết quả thực tế trên các loại cây trồng được canh tác hoàn toàn bằng phân bón hữu cơ. Nông sản sau thu hoạch đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường như EU,
Mỹ, Nhật Bản. Sử dụng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc từ thiên nhiên là xu hướng được khuyến khích phổ biến rộng rãi hiện nay. Theo công ty cổ phần dược liệu Avis Farm Đà Lạt, đông trùng hạ thảo do công ty sản xuất dưới nhiều dạng như tươi, khô hoặc viên nang mềm. Giống nhập từ Nhật Bản được thuần hóa, nuôi cấy và lưu trữ theo quy trình công nghệ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học Cần Thơ, nên nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt GMP WHO. Trong sự kiện Festival Đà Lạt lần 7, doanh nghiệp cũng đã giới thiệu đến người tiêu dùng nhiều sản phẩm chiết xuất từ dược liệu quý như linh chi cổ cò, sáo tam phân, hồng chi, chuối rừng, chuối cô đơn, v.v. Dự kiến trong thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ phát triển thêm các sản phẩm từ dược liệu thiên nhiên khác, cũng như mở rộng thị trường phân phối tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mới đây, nhà phát triển bất động sản Phú Long đã giới thiệu đến khách hàng dự án Dragon Village ở khu Đông Sài Gòn, được xây dựng theo ý tưởng một Oasis Garden, vườn trong thành phố. Dự án được quy hoạch đồng bộ 21 hectare, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với trên 70% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và dịch vụ tiện ích khác như phòng gym, hồ bơi, sân thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non, trường tiểu học. Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch thành khu khép kín, bao quanh bởi những tuyến phố thương mại sôi động và trung tâm là các vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan, tạo nên môi trường sống yên bình và đầy đủ tiện ích. Dự án được đánh giá cao với vị trí đặt tại trung tâm đô thị năng động của Sài Gòn, kề bên đường cao tốc nối Sài Gòn với các tỉnh miền Đông, chỉ cách khu công nghệ cao, trường đại học và các dịch vụ tiện ích của khu Đông trong bán kính khoảng 3 km. Dự kiến cuối năm 2018, các căn hộ của dự án sẽ bắt đầu được bàn giao cho khách hàng. Theo tiêu chuẩn đánh giá sữa tươi tiệt trùng của Việt Nam TCVN 7028-2009, thì nguyên liệu sữa tươi phải được xử lý và chế biến ở nhiệt độ cao. Trong đó, sữa tươi tiệt trùng nếu có sử dụng các loại nước quả, bột cacao tạo hương vị cho sản phẩm, thì tỷ lệ pha trộn không được vượt quá 1%. Sản phẩm sữa tươi tiệt trùng phải mang màu sắc đặc trưng, không có mùi vị lạ và trong trạng thái dịch thể đồng nhất. Các chất phụ gia thực phẩm được dùng trong quá trình chế biến phải tuân theo quy định được ban hành kèm theo quyết định 3742/2001 của Bộ Y tế. Thành phẩm phải được đóng gói bao bì chuyên dùng có nhãn mác theo quy định hiện hành. Và TCVN 7087/2008, sữa tươi tiệt trùng cần được bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, trong quá trình vận chuyển, sữa tươi tiệt trùng phải được chuyên chở bằng các phương tiện đảm bảo khô và không có mùi lạ, làm ảnh hưởng đến sản phẩm. Hiện nay, các sản phẩm dịch vụ liên quan đến sức khỏe đang ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn của người tiêu dùng. Cũng chính vì vậy mà tại thành phố Hồ Chí Minh, những địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe áp dụng phương pháp trị liệu bằng đông y với nguồn nguyên liệu được chiết xuất từ thiên nhiên xuất hiện ngày càng nhiều. Những dịch vụ của Golden Hill Spa hiện nay hướng tới thì có hai mảng là Golden Hill muốn đánh mạnh nhất. Thứ nhất đó là về sức khỏe, thứ hai đó là về làm đẹp. Thì hiện nay về sức khỏe, Golden Hill có điểm mạnh nhất đó chính là đả thông, kinh lạc và massage trị liệu. Đó là hai cái biện pháp để giúp hồi phục sức khỏe cho con người theo liệu pháp đông y trị liệu, đó là nhanh nhất. Còn thứ hai nữa là về làm đẹp thì hiện tại là Golden Hill Spa có hướng tới hoàn toàn đó là những cái sản phẩm về thảo mộc thiên nhiên. Thì có những cái dịch vụ về chăm sóc da, facial cũng như là body để giúp da mình trắng sáng, mịn màng hơn. Đây là những liệu pháp điều trị đã được ngành đông y sử dụng từ cách đây khá lâu, đặc biệt là phương pháp massage trị liệu và đả thông kinh lạc, thích hợp với những người làm công việc văn phòng. Để có thể thực hiện các liệu pháp đông y cổ truyền, đội ngũ kỹ thuật viên các đơn vị này đều phải trải qua quá trình đào tạo bài bản và sự đánh giá khắt khe của giảng viên đào tạo chuyên nghiệp. Nguyên liệu sử dụng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên và được đặt hàng từ nhà cung cấp uy tín.
Hiện tại thì bên Golden Hill đang có những cái gói combo được giảm giá đến 65% cho những cái gói về chăm sóc sức khỏe khi các bạn được xông khô, đá muối thảo dược, massage, trị liệu và ngâm bồn. Với những người thường xuyên làm việc tại văn phòng hay mắc các chứng đau vai cổ, thì việc tìm đến những địa chỉ chăm sóc sức khỏe có cung cấp đầy đủ các dịch vụ như hiện nay là việc làm cần thiết để luôn có được một cơ thể khỏe mạnh. Phương Trinh và Sao Mai xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị và các bạn, sản phẩm dịch vụ tốt cho sức khỏe hiện nay rất phong phú và đa dạng. Trong đó, những mặt hàng được sản xuất từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Vâng, đó có thể là những nguồn nguyên liệu rất nổi quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ví dụ như sản phẩm từ củ nghệ. Và như quý vị có thể thấy thì nghệ cũng là một trong những loại gia vị rất quen thuộc đối với các gia đình. Cụ thể là tinh bột nghệ sẽ có những công dụng như thế nào? Xin mời quý khán giả cùng đến với ý kiến sau đây. Nói về hàm lượng thì curcumin rất cao, có thể điều trị là liền sẹo, làm đẹp và ngăn ngừa đau dạ dày, lở loét và ngăn ngừa máu ung thư. Thưa quý vị, để tinh bột nghệ có thể giữ nguyên được công dụng thì quá trình sản xuất đóng vai trò rất quan trọng. Vấn đề này hiện đang được các doanh nghiệp nội địa thực hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu thông qua một thương hiệu tinh bột nghệ đang được cho là uy tín hiện nay. Hiện tại giờ công ty tôi hiện tại giờ đang đầu tư vào những cái máy móc về xay nghệ, và máy móc về dược tính của nó là giống như làm để cho tách những cái bã nghệ đó ra, và những cái tinh dầu, những cái cặn bã và những cái nơi mà giống như là gọi là tinh bã nghệ bỏ qua một bên và những cái xác nghệ bỏ qua một bên, rồi mình chỉ còn lại lượt lại những cái tinh nghệ gọi là nguyên chất, gọi như là sạch để cho bà con cái tiêu dùng. Còn cái về cái rồi xong qua cái đầu tư bên cái là máy sấy, cái dàn máy sấy thì công nghệ của bên tôi gồm có là trước khi sấy á thì là sấy vào cái khuôn khổ máy lạnh trước để cho cái hàm lượng curcumin của nó giữ được cao và được nhiều. Rồi xong rồi tôi sẽ đem qua bên cái khâu này sấy nóng. Sấy nóng rồi xong rồi tôi sẽ đưa vào đóng gói và thành phẩm những máy móc, và hiện tại giờ tôi đầu tư có thể từ 2 đến 300 triệu. Thưa quý vị, nói đến việc vừa đẹp vừa tốt cho sức khỏe thì Phương Trinh lại nghĩ đến những dịch vụ làm đẹp và sử dụng nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên hiện nay đang được rất nhiều người tiêu dùng quan tâm. Bên Lina Spa & Clinic rất là tự tin bởi các kỹ thuật viên là được đào tạo với tay nghề cao và đội ngũ bác sĩ là bệnh viện đa khoa thẩm mỹ để mà nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ và hiệu quả cho khách hàng để khách hàng có thể hài lòng và tin dùng hơn. Điểm cộng cho các dịch vụ làm đẹp này là thường xuyên có chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, đặc biệt là vào dịp cuối năm khi nhu cầu làm đẹp đang tăng cao. Nhân dịp cuối năm thì Spa Lina & Clinic thì cũng gửi đến những cái tri ân khách hàng là dành những cái khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng, là khi khách hàng sử dụng một dịch vụ thì tặng thêm một dịch vụ, giảm 50% cho dịch vụ chăm sóc toàn thân, giảm 80% cho dịch vụ phun xăm và điêu khắc để khách hàng có thể trải nghiệm nhiều hơn đến Lina, và chúng tôi hân hạnh được phục vụ quý khách hàng để đón mùa xuân năm 2018 có thể làm cho mình đẹp hơn. Bên cạnh những sản phẩm tốt cho sức khỏe, dịch vụ rèn luyện thể lực tại các trung tâm thể dục và yoga hiện nay cũng khá phát triển, đáp ứng đúng nhu cầu của nhiều khách hàng. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh việc ứng dụng những thiết bị hiện đại vào tập luyện thể dục thể thao, nhiều trung tâm hiện nay còn bố trí huấn luyện viên riêng để hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình tập luyện. Yes, we have so many kind of customer, some beginner level, some advanced level, so we have many level of classes for all kind of customer. If someone new in yoga, we have beginner class. And if someone practice long time, we also have advanced level. Like in yoga, we have many kind of customer. Like some people can join group class, and some people, if they have any health problem, so they need to buy private class one-on-one. And also we have class for all the ages, old age, young age. Even if you have prenatal, after prenatal yoga also we can do if they're pregnant. After 4 months, they can do yoga. And also we have some service like in the office, we have office yoga, so we can go in the office and all the staff can do together. Our future direction is like now have so many yoga center, so customer always want to go near their home. So we try to open more center
in Ho Chi Minh City, so we can provide good service in yoga. Không chỉ có những hội viên sử dụng dịch vụ huấn luyện viên cá nhân, mà tất cả những hội viên khi tham gia tập luyện tại Fit 24 đều được hướng dẫn tập luyện. Đặc biệt là những khách hàng mới, những khách hàng chưa có kinh nghiệm sẽ được các huấn luyện viên hướng dẫn từ cơ bản cho đến những cách thức sử dụng máy móc sao cho an toàn và hiệu quả. Thì từ đây làm cái hành trang cho khách hàng tập luyện lâu dài. Không chỉ xây dựng một môi trường rèn luyện sức khỏe tốt, những trung tâm do các doanh nghiệp trong nước đầu tư cũng rất chú trọng đến các chương trình chăm sóc khách hàng. Hỗ trợ của huấn luyện viên đối với khách hàng thì hướng dẫn cho họ tập như thế nào là đúng, tập những đúng kỹ thuật để vào những cái nhóm cơ để đạt được mục tiêu mình muốn và phòng tránh hạn chế những cái chấn thương. Và song song đó là có những cái kế hoạch về dinh dưỡng trước tập và sau tập như thế nào để giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu mình muốn. Đa phần mình nhận lại được cái phản hồi từ khách hàng là chất lượng dịch vụ huấn luyện viên bên Fit 24 mình rất là tốt. Việc rèn luyện thể lực không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp mỗi người có được vóc dáng đẹp hơn. Vì vậy đây cũng là một phương pháp rất được ưa chuộng và khuyến khích. Thưa quý vị, với nhiều thông tin về sản phẩm dịch vụ tốt cho sức khỏe như doanh nghiệp nội địa vừa chia sẻ, chúng tôi rất mong quý vị khán giả sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn để chúng ta có được một cơ thể vừa khỏe mạnh lại xinh đẹp. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thị trường tiêu dùng. Kinh tế phát triển, mức sống được nâng cao, người dân cũng ngày càng khắt khe hơn khi lựa chọn các mặt hàng thực phẩm. Đây cũng là lý do thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa đang hoạt động trong ngành thực phẩm đầu tư nhiều hơn cho đổi mới công nghệ, trang thiết bị cũng như áp dụng quy trình quản lý với tiêu chuẩn nghiêm ngặt để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng về dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, tôi chọn các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin sản phẩm được in cụ thể đầy đủ trên bao bì. Những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được kiểm định và có chứng nhận lưu hành để khiến tôi tin tưởng hơn khi chọn mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thực phẩm Tân Vĩnh Phát được biết đến là một doanh nghiệp đã đầu tư khá sớm cho sản xuất khi nhập khẩu nhiều trang thiết bị hiện đại từ châu Âu, phát triển phòng kiểm nghiệm nguyên vật liệu tại chỗ nhằm kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng. Công tác quản lý chất lượng của doanh nghiệp này cũng được thực hiện theo các tiêu chuẩn tiên tiến như ISO 22000, 2005, HACCP. Tính đến năm 2017, với năng suất cung cấp thực phẩm chế biến 100.000 suất ăn trong một ngày cho các bếp của công ty, bệnh viện và trường học, suất ăn công nghiệp, phục vụ được gần 500 khách hàng và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Trong tương lai gần, Tân Vĩnh Phát sẽ đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất tự động hóa cho năng suất cao được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề, giúp công ty kiểm soát chặt chẽ tất cả các giai đoạn của quy trình sản xuất, đảm bảo những sản phẩm đạt chất lượng cao, đồng nhất và an toàn cho người sử dụng. Doanh nghiệp này đang cung cấp khá đa dạng các sản phẩm chế biến sẵn bao gồm cả thực phẩm chay và mặn như cá viên chiên, xúc xích sông khói, xúc xích hồ lô, thịt viên bọc trứng cút, các loại giò, chả, nem nướng, cá thu chay, giò lụa chay. Bên cạnh đó, đơn vị còn sản xuất bột nếp chín áp dụng công nghệ mới với quy trình sản xuất 80% tự động hóa cho năng suất cao, phục vụ trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo. Với năng suất cung cấp thực phẩm để chế biến 100.000 suất ăn mỗi ngày, doanh nghiệp này đang là đối tác cung cấp nguồn hàng sạch cho nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Bên cạnh đó, sắp tới doanh nghiệp này cũng sẽ mở rộng phân phối qua các kênh bán lẻ như đại lý, siêu thị và áp dụng hình thức thương mại điện tử để giúp người tiêu dùng mua sắm dễ dàng hơn.
Miền Tây sông nước hữu tình không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên mà còn có cả một nền ẩm thực rất phong phú. Ngoài những món ăn đặc trưng từ cá sông, rau vườn thì những địa chỉ giải khát ấn tượng cũng là một điểm cộng cho các tỉnh miền Tây. Tận dụng thế mạnh sẵn có của địa phương, nhiều đơn vị nơi đây đã đưa các loại nông sản chất lượng cao vào thực đơn của quán như trà trái cây, đá xay hay kem tuyết trái cây được biến tấu từ món ăn giải khát của xứ sở Kim Chi, đã mang đến cho khách hàng trong và ngoài tỉnh nhiều ấn tượng tốt đẹp về một vùng trái cây miệt vườn. Ở Hen có một cái món rất là đặc biệt là mình tập trung, mình chuyên về chăm sóc sức khỏe cho khách. Đó là bingsu su dưa lưới. Thì Hen có một cái vườn dưa lưới riêng ở Hậu Giang, chuyên cung cấp dưa lưới cho Hen. Cái quy trình trồng rất là nghiêm ngặt và đặc biệt là không có phân thuốc trừ sâu, đảm bảo là không có chất gây hại. Cũng sử dụng các loại nông sản sẵn có của địa phương như bí đao, nha đam, khoai môn v.v. Những người sáng lập Gaia Coffee lại tiếp cận và biến tấu từ công thức pha chế món trà sữa trân châu của Đài Loan để tạo nên những thực đơn đặc trưng của quán, vừa đảm bảo sự mới lạ hấp dẫn, vừa an toàn và cung cấp được một số chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Chúng tôi đã tìm ra một nguồn nguyên liệu uy tín và chất lượng nhất để đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã được đào tạo kỹ càng về vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phục vụ khách hàng một cách tốt nhất để cho hướng tới một khách hàng dài lâu. Việc liên tục cập nhật những thực đơn mới giúp khách hàng thay đổi khẩu vị hay chính sách giao hàng miễn phí cũng là một ưu điểm cho địa chỉ này trong bối cảnh thị trường chứng kiến ngày càng nhiều sự du nhập của các thương hiệu nước ngoài gây sức ép cạnh tranh lên các doanh nghiệp địa phương. Tiếp cận xu hướng của các nước bạn và sử dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương để liên tục thay đổi thực đơn phục vụ khách hàng cũng là lựa chọn của Lucy Dessert and Coffee. Các sản phẩm bánh ngọt cũng như bánh mặn được đơn vị chế biến và tiêu thụ trong ngày nhằm đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng. Cái dịp năm mới là dịp mọi người quây quần bên nhau. Cái chuyện mà đi cà phê hay là gặp mặt bạn bè, gia đình là cái chuyện rất là thường của người Việt Nam. Thì nắm bắt được cái thị hiếu đó, Lucy cam kết với khách là không bao giờ có chuyện phụ thu mà còn giảm giá nữa. Tức là giảm giá 5-10% cho những khách có thẻ thành viên của Lucy. Với việc bài trí không gian thư giãn theo phong cách cổ điển, mang đến cho khách hàng nhiều sự hoài niệm về một An Giang xưa, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên nét độc đáo cho đơn vị này. Trong hành trình khám phá các tỉnh miền Tây, bên cạnh lẩu mắm, cá lóc nướng trui, bánh tằm bì, nước dừa, v.v., du khách cũng đừng quên dành một ít thời gian để thưởng thức các loại nước uống đặc sắc từ nguồn nông sản an toàn tại địa phương để chuyến du lịch được trọn vẹn hơn. Địa điểm lưu trú và ăn uống là mối quan tâm của nhiều người khi có dịp du lịch hoặc công tác ở vùng đất mới. Chính vì điều này, tại những địa phương phát triển du lịch, dịch vụ ẩm thực luôn được các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng thường xuyên. Nếu đến Hà Tiên, du khách khó có thể bỏ qua việc thưởng thức đặc sản tươi ngon của vùng biển này. Ngay tại trung tâm chợ Hà Tiên có khá nhiều nhà hàng quán ăn cho thực khách lựa chọn. Theo đại diện quán cơm Hiền, để đảm bảo an toàn cho du khách, đơn vị rất chú trọng trong việc nhập nguồn nguyên liệu đầu vào. Đó là các loại hải sản tươi sống được các ngư dân đánh bắt hàng ngày. Đây cũng chính là lợi thế giúp các món ăn tại đây luôn tươi ngon, đồng thời mức chi phí cũng khá hợp lý đối với du khách. Ví dụ như trường hợp khách đoàn đặt thường xuyên thì phải tính theo cái giá thường giảm từ 10-15% trên cái lên hóa đơn đó. Dạ. Còn nếu đối với mà các công ty đặt thường xuyên nữa thì mình có chức sách ưu đãi hơn cho họ. Thứ nhất là phải lo ăn nội bộ các thứ, nhà xe nội bộ phải lo chu đáo cho người ta. Không gian rộng có sức chứa lên đến 1.000 khách cùng nhiều dịch vụ hỗ trợ được đơn vị đầu tư như địa điểm tổ chức tiệc, karaoke, đặt vé tàu du lịch. Chính là những thế mạnh giúp đơn vị thu hút được du khách khi đến với vùng đất Hà Tiên thập cảnh. Trên đường về Châu Đốc viếng bà Chúa Xứ núi Sam,
có một địa chỉ ẩm thực nổi tiếng hơn 40 năm qua là tiệm cơm Quế Phát tại thành phố Long Xuyên. Để thu hút khách hàng, ngoài phát triển thực đơn đa dạng trên 70 món, đơn vị cũng rất chú trọng khâu an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính vì thế, món ăn phục vụ điểm tâm sáng và cơm trưa luôn tỏa khói nghi ngút khi được trình bày trên bàn ăn của thực khách. Vấn đề an toàn thực phẩm là rất là quan trọng. Quán phải đặt nó lên hàng đầu, bởi vì hàng ngày đó, mình có một số lượng khách du lịch rất là đông. Nếu mà mình lấy thịt hay là thực phẩm mà không có nguồn gốc đó, thì rất là nó quan trọng lắm. Rồi thành ra phải lấy siêu thị hay là những cái nơi nào mà có giấy chứng nhận đàng hoàng cung cấp nguồn gốc, quán tôi mới lấy hàng đó. Bên cạnh chất lượng món ăn, đa dạng trong hình thức phục vụ từ phòng ăn máy lạnh đến không gian sân vườn phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng cũng là lợi thế của đơn vị. Từ nguồn nguyên liệu đặc sản chất lượng, cùng cách thức chế biến và nêm nếm đậm đà, ẩm thực địa phương cũng trở thành điểm thu hút với nhiều thực khách. Hành trình đến với những vùng đất mới để khám phá thêm nhiều điều thú vị sẽ làm du khách an tâm hơn khi lựa chọn những địa điểm phục vụ ẩm thực chất lượng, được chú trọng từ nguồn nguyên liệu địa phương đến cách chế biến. Thưa quý vị và các bạn, không biết vị khán giả nào là vị khán giả may mắn của chuyên mục Qua Việc Hàng Việt, chương trình Đồng Hành Hàng Việt kỳ vừa qua. Không để quý vị khán giả chờ lâu hơn nữa, sau đây Phương Trinh kính mời quý vị khán giả cùng đến với đáp án của chuyên mục Qua Việc Hàng Việt kỳ trước. Với câu hỏi kỳ trước, đáp án đúng sẽ như sau. Phóng sự Nhu Cầu Sống kỳ 186 đề cập đến dịch vụ nghỉ dưỡng ở tỉnh Bình Thuận. Giải nhất thuộc về khán giả Nguyễn Thị Hồng Nhung ở địa chỉ 293 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, với phần thưởng là 2 triệu đồng và một thùng dầu ăn hảo hạng Voca Deli. Khán giả Phan Thị Cẩm Hồng ở địa chỉ số 168/11 đường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được một thùng dầu ăn hảo hạng Voca Deli. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chúng tôi vẫn còn rất nhiều những phần quà tặng mong muốn được trao gửi đến những khán giả thân mến của chương trình Đồng Hành Hàng Việt. Quý vị chỉ cần theo dõi sát sao chương trình và chúng ta thực hiện đăng nhập vào trang thông tin điện tử tổng hợp đồnghanhhangviet.com hoặc nhắn tin về tổng đài 8200 là quý vị đã có thể có cơ hội để trở thành khán giả may mắn tiếp theo của chương trình. Kính chúc quý vị khán giả thật nhiều may mắn. Kính thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng những sản phẩm dịch vụ chăm sóc cho sức khỏe đang ngày càng nâng cao về chất lượng, đa dạng, phong phú về loại hình. Chúng tôi rất mong những thông tin được thể hiện qua chương trình Đồng Hành Hàng Việt ngày hôm nay đã góp phần mang đến cho quý vị khán giả sự lựa chọn phù hợp cho gia đình mình. Cũng như mong muốn rằng quý vị khán giả sẽ tiếp tục dành sự yêu mến, hỗ trợ, đóng góp, chia sẻ thông tin cho chương trình Đồng Hành Hàng Việt thông qua một số những đường dây sau đây. Số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816, email bbt.đonghanhhangviet@gmail.com. Quý vị có thể xem lại chương trình Đồng Hành Hàng Việt thông qua hai website truyenthongnongviet.com hoặc đonghanhhangviet.com. Hoặc quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chương trình Đồng Hành Hàng Việt. Chương trình Đồng Hành Hàng Việt được thực hiện với sự phối hợp giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt với sự đồng hành của nhà tài trợ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam Vocarimex. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc của chương trình Đồng Hành Hàng Việt 7 giờ sáng thứ năm kênh HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sobigo.